Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới để thám hiểm những cái vùng đất mới lạ trong thế giới Minecraft ha. Và hôm nay là ngày đầu tiên thì mình xuất hiện ở trên một cái đọt cây. Ác thiệt cơ chứ. Nhưng mà không sao, giờ thì mình cũng có thể đi xuống thoải mái ha. Ủa? Ui, ở đây nó có cái tổ chim nè. Trời đất ơi, có cái trứng chim luôn. Mà cái trứng này có dấu chấm hỏi là sao ta? Thôi. Mình để lại cho chim mẹ đi, tự nhiên mình lấy trứng gì tội lỗi lắm. Không được. Ok, lần kia trứng nữa kìa. Khá là nhiều trứng chim ở đây ha. Bây giờ thì chắc mình sẽ đi xuống dưới trước để mình lấy gỗ cái đó. Xong mình sẽ tiến lại gần cái nhà bên kia nha. Mình thấy cạnh chỗ mình nó có một cái nhà hay là một cái chòi gì đó, mình cũng chưa rõ nữa. Mình qua đó mình coi thử tình hình như thế nào mới được. Lấy cỡ 4 khúc gỗ đi. Rồi chúng ta qua bên đó ha. Rồi 4 khúc. Sau đó làm ra những thứ cần thiết trước. Và trên tay mình còn có một cái quyển gọi là Westbrook ha. Cái này thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ cũng như là thử thách mà mình cần phải thực hiện nè. Cái này là cái bắt đầu. Ok, mình sẽ nhận những cái quyển sách thôi. Rồi cái tiếp đến thì có rất là nhiều boss các thứ nè, mình cần phải đánh bại. Và có rất là nhiều vùng đất khác nhau luôn. Đó, thế giới bóng tối nè, địa ngục. Rồi The End các thứ nữa, khá là nhiều luôn á. Và những thử thách thì chắc từ thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Giờ trước mắt là đi lại đằng kia trước. Và không biết là bên đây nó có cừu không ta. Ôi không, đấy là chỗ của những tên cướp dân làng. Ui no, xém nữa là mình đi không trở về rồi. Phải làm cho mình trước một cái dụng cụ cái đó. Ê, cái bàn chế tạo này hay nha. Mình không cần đặt bàn chế tạo xuống mà mình có thể chế tạo ngay tại đây luôn nè. Đúng là phiên bản xịn có khác. Rồi mình sẽ làm trước một cây cúp để mình đi nâng cấp lên đồ đá ha. Rồi xong mình sẽ đánh chiếm chỗ của mấy tên cướp làng luôn. Ngày đầu tiên mình sẽ chơi theo phong cách hổ báo cáo chồn một tí. Rồi, làm thêm một cái cây kiếm. Một cây kiếm bằng đá ha. Xong. Ôi chết, mình quên mất phiên bản mới này thì tốt nhất mình nên làm cây rìu thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì cây rìu lúc đầu nó rất là mạnh luôn. Mình nghĩ là hai bổ là chết một cái tên cướp dân làng đó. Tiếc vậy ta. Phải mình suy nghĩ kỹ xíu là mình đã tiết kiệm được một ít đá rồi. Thôi lỡ rồi. Thì chúng ta cứ làm thêm một cây rìu đi, chắc cũng không sao đâu. Rồi, giờ thì mình sẽ làm luôn một cây rìu ha. Có gì chặt cây các thứ nữa. Và một cái lò nung để có gì nung thức ăn sau khi săn thức ăn ha. Rồi, sơ bộ thì đã có được một cái set đồ tương đối ổn. Và bây giờ thì mình cần phải áp sát lại đằng kia để đánh bại bọn chúng. Và ôi, mấy tên này không có cầm vũ khí. À, tàn đời với mình. Ui, mình cứ tưởng nó thân thiện. Nhưng mà lại gần nó mới lấy cây cúp ra. Đây là tên thợ mỏ ha. Hình như đây là khu mỏ của bọn chúng hay sao ấy. Ở đây toàn là những tên cướp dân làng thợ mỏ thôi. Ui, hắn còn chọi bơm nữa. Hắn làm gì mà phát nổ kìa. Cái gì mà nổ cái đùng vậy, nước tràn bờ đê tùm lum rồi. Trời đất ơi. À còn tên nữa nè. Mình sẽ giết hết luôn á. Có tên thì rơi ra hạt sắt, có tên thì rơi ra hạt vàng. Đột nhập xuống đây luôn. Ui, lay quay trời gần tối hả trời. Mình chưa có cái giường nữa. Chết không. Cái này nó có nhiều nước quá. Mình sợ xuống dưới rồi nước làm chậm mình. Rồi mình chết nữa. Nguy hiểm. Ê, có tên cầm cung. À thôi. Bỏ. Cái gì khó quá cho qua. Giờ diễn trước mắt của mình không phải là cố gắng giết mấy tên đó, mà là đi tìm một cái giường. Mình phải farm cù để mình lấy len đó, làm một cái giường ngủ thôi. Chứ ban đêm mà mình không có giường ngủ là chết chắc luôn.
Một ngày trong đây trôi qua mau vậy. Mình mới đi có một xíu thôi đã. Đã tối rồi. Không không không. Như vậy thì không tốt một tí nào cả. Không có thức ăn thì mình không được hồi full máu nè. Và phía trước mặt mình đang là cái vùng dùng bò nấm luôn. Cái này là bò hay cừu vậy? Ý cừu, cừu. Cừu nấm. Mushroom land. Dùng đất nấm nè. À, đây là cừu nấm hả? Chắc mình xin đi. Không, cái này là cừu nấm rơi ra khối nấm chứ không có rơi ra lên cừu. Trời đất ơi. Ủa sao làm, có làm được cái giường không? Ê, vẫn làm được giường, vẫn làm được giường. Hay quá, hay quá. Yeah, mình sẽ sang những em cừu nấm màu đỏ nha. Để mình làm cái giường màu đỏ. Mày thế không biết, cứ tưởng là không được ngủ rồi. Vẫn làm được cái giường ngủ bình thường. Hên, hên, hên. Rồi, sẵn tiện có thức ăn nè, mình sẽ đặt ra để mình nấu luôn ha. Để cho nó nấu đi. Trong lúc chờ đợi thì đánh được một giấc tới sáng rồi đó. Quá hên, quá hên. Tính ra trong cái khó nó có cái hên ha. Rồi, cho nó nấu thoải mái đi ha. À, mình sẽ đọc một chút sơ qua coi cái quyển này thì cái nhật ký thôi, mình sẽ không đọc cái này, mà đọc cái này nè. Đó, đây là kiến thức về động vật ở trong thế giới ha. Khi đi khám phá thì mình sẽ rất là dễ gặp những cái con động vật này. Chắc mình phải giữ lại cái cuốn này để biết thêm thông tin đó. Westbrook thì mình có thể mở ở đây, nên mình có thể bước luôn để cho trống cái kho đồ. Rồi, giờ thì lấy lại lò nung và cái giường để chúng ta tiếp tục khám phá thôi nè. Ngày đầu tiên thì chắc mình sẽ tập trung khám phá nhiều hơn để tìm ra những vùng đất tốt, thuận lợi cho việc sinh sống sau này ha. Nấm ở đây thì nó cũng khá là đa dạng luôn, đủ loại luôn nè. Mình thấy có một vài cây hình như nó còn tỏ ra độc tố nữa hay sao á. Khá là nguy hiểm á. Và mình sẽ săn thêm cừu nấm để mình lấy nguồn thức ăn ha. Ngày đầu tiên mà có thức ăn là quý lắm rồi. Được 8 miếng thịt nè. Săn hết đàn cừu này chắc mình cũng được kha khá thịt đó. Rồi, ngon ngon ngon. Ê, ở phía trước mặt mình đang là, không biết cái đó là quái vật hay là người dân ở vùng đất nấm này nữa. Ui, cái này có vẻ là người dân rồi. Không có đánh mình luôn. Ui, no, no. Mushroom Creeper. Ờ, giờ mình mới để ý nha. Cái nón mà đang đội kìa, có cái mặt Creeper. Creeper nấm hả? Lạ vậy, nhưng mà khá là hiền luôn, không có chạy lên để nổ mình. Được, 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 đây là một điểm mà mình đáng ghi nhận ha. Được, được nha, mình sẽ tha cho mấy con đó sống. Chứ đánh mình là tới công chuyện liền. Được, được. Rồi, và phía xa xa đang có một cái ngôi nhà gì đó. Mình mới phát hiện. Tạm thời thì mình sẽ rời khỏi cái vùng đất nấm này đi. Đi qua bên kia ha. Ừ, quá trời nấm luôn. Ở quê mình á thì người ta gọi là nấm nhiều hơn. Cây nấm. Còn đa số các bạn thì sẽ gọi là nấm ha. Nên mình sẽ gọi nấm đi cho nó dễ biết hơn. Chứ mình gọi theo kiểu như tiếng địa phương mình á thì nhiều bạn sẽ không hiểu hoặc là hiểu nhầm ấy. Nên khá là kỳ ha. Gọi là nấm đi cho tất cả các bạn đều hiểu luôn. Rồi, giờ thì bắt cua. Chỗ này khá là khó ha. Ê, nó còn có than nữa nè. Được, lấy thêm than càng tốt. Để có gì mình còn nấu khoáng sản nữa. Ở đây là con gì á? Hornet ship. À, con cừu nhưng mà có sừng ha. Rồi rồi rồi. Cái này là cái gì đây? Cái này giống như là một cái chỗ trang trí hay sao ấy. Ở phía trước mình đang có một cái tòa nhà gì đó nhìn khá là đẹp ha. Nhưng mà bên trong có quái nha. Từ xa là mình đã thấy quái rồi. No. Đây là một điều không tốt tí nào cả. Hơi toan rồi. Không biết mình có vô khám phá được hay không. Tại vì mình chưa có khiên cũng như là giáp ấy, nên mình khá là mỏng luôn. Nó đánh vài cái có thể là mình chết liền á. Ê, ở đây hình như là Copper. Khi mình nung ra thì sẽ thành copper ingot.
Không làm được vũ khí nhưng mà có thể làm được cái kính ha. Oh no. Kệ đi. Thì trước mắt mình đào trước đi. Nhưng mà nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như nó cho mình thêm ít sắt để mình làm giáp chứ. Bây giờ mình không có giáp cũng như là khiên thì sao mà vô trong kia đánh chiếm được. Con xương nó bắn mình tầm 4-5 hit là chết đấy. Mất đồ nữa. Không tốt tí nào cả. Nice. Thì là khó quá đi. Nhưng mà bây giờ chỉ có nước là liều ăn nhiều thôi, biết sao giờ. Liều ăn nhiều nha. Mình sẽ làm một cái cầu thang bắt lên đây. Chúng ta cùng nhau làm liều một chuyến. Phải liều thì mới có được nhiều đồ xịn. Ui nó con xương này những con xương tàn hình nha. Ấy chà chà. Ê. Ui sao nó đâu vậy? Ôi thôi. Không liều nữa, quay xe. Nó trâu lắm. Trời ơi, nó bắn suýt nữa thì chết rồi. Hên là mình chạy kịp. Thấy chưa, không có giáp là giai đoạn đầu rất là khó luôn. Tạm thời thì chịu nhịn một xíu đi. Giờ thì mình sẽ đi tìm một cái hang, chắc mình sẽ đi đào mỏ quá. Chứ bây giờ khám phá công trình là không được rồi đó. Yếu quá. Và khúc này thì nó có than không à. Nó không có sắt cho mình. Tìm một cái hang không biết khúc này có hay không nữa nè. Dùng đất nấm này. Coi. Không thấy hang luôn á. Không biết là có nên đi tiếp hay không đây. Mình nghĩ là nên đi tiếp thêm một đoạn đi. Nhảy xuống dưới. Rồi. Từ từ. Bình tĩnh. Nó đang lót map hay sao? Lâu nó đơ một xíu. Phía bên kia là một cái cánh rừng Vân Sam ấy. Chỉ là đầu game tới giờ mình đã bỏ qua hai chỗ rồi ha. Thứ nhất là khu mỏ của những tên cướp dân làng. Và thứ hai là chỗ của những con xương tàn hình ấy. Hai công trình mình đã bỏ qua rồi. Hy vọng mình có đồ sớm để mình quay trở lại đó để mình khám phá luôn. Mới vô đã rất là nhiều khó khăn rồi ha. Phải chấp nhận vượt qua giai đoạn này thôi chứ biết làm sao bây giờ. Rồi. Ê. Nếu mà để trên bản đồ thì hình như phía trước mình là một ngôi làng. Yeah, chúng ta đã tìm được một ngôi làng rồi. Sau bao nhiêu khó khăn thì mình cũng đã tìm ra được một ngôi làng để có thể nương tựa rồi. Có lò nung. Lò nung xịn nữa nè. Mượn đi. Mượn dùng tạm. Có điều kiện mình trả là sao. Đây là những bác dân làng á. Có rương nữa nè. Ê cái này mình có thể mặc được hay sao nè. Cộng giáp nè. Ui cái áo. Cái áo giống như những bác dân làng nè. Ghê. Có cà rốt để mình nhân giống lên. Ok. Và rất là nhiều kiện rơm luôn. Ê được nha. Kiện rơm của mấy bác dân làng làm. Làm bánh mì ăn là bá cháy vào chét luôn. Mình cũng xin một ít để làm bánh mì ăn. Đó. 21 ở. Đỡ đói hơn hẳn liền. Bánh mì kẹp thịt cù một xíu nấu là hết sảy liền ha. Rồi. Ngoài ra thì còn rương của bác nào không? Đây là bác bác này là nâng cấp vũ khí lên cho mình. Có thể đổi than lấy ngọc lục bảo luôn nè. Được ấy. Còn đây là nhà của ai đây? Có nhà bác họ Rèn không? Hình như ngôi làng này. Ôi có chiến binh nha. Mình lại mình chào hỏi cái coi chứ không thôi để người ta không biết mình tưởng mình người xấu chết luôn á. Ôi chiến binh này nhìn xịn như ta. Được ấy, ngôi làng này có vẻ khá là an toàn cho mình ha. Vô có chiến binh bảo vệ luôn. Không sợ bị mấy con quái vật nó cà khịa. Rồi ở đây còn có cái này giống như cái quần rồi đó. À không, nó là một cái áo á. Và nó cũng cộng cho mình 3 giáp. Chắc mình mặc áo này đi, áo này nhìn có vẻ đẹp hơn nè. Đấy, ui có bao tay luôn, nhìn xịn nha. Rồi như vậy thì ngôi làng chỉ có những thứ đó thôi à. Nè có trứng nữa nè. Chết. Mình trả lại trứng đi, cái trứng đó mình không có chiên làm bánh mì ốp la được đâu. Cái này có thêm cái nón nè, nón nông dân. Trời ơi, mới vô chắc mình làm một bác nông dân chân chính quá. Đợi cái nón vô coi.
Ý, không khác gì bác dân làng à, nông dân luôn nha. Quá dữ luôn. Rồi, trong đây còn đồ gì không? Còn một cái rope nữa. Cái này như là... Ui, cái này là che ở phần dưới. Ok. Tạm thời thì mình cứ giữ đi ha. Nói chung thì nó cho mình không quá nhiều giáp, nhưng mà ít nhất có giáp còn đỡ hơn không. Và như vậy thì ngôi làng chỉ có những món đồ đó thôi à. Trời 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 ơi, an toàn tới mức mà có người leo lên nóc nhà canh giữ luôn. Quá dữ, ngôi làng này siêu an toàn luôn á. Rồi, và ngoài tự nhiên thì hình như mình cũng có thể hái được cà rốt hay sao nè. Cái này là cà rốt ngoài tự nhiên nè. Đã ha. Đi bên ngoài mà cũng hái được cà rốt nữa. Quá VIP luôn. Có ong. Mà mình nói mới nhớ. Nãy giờ mình quên đi tìm hang ta. Vô làng xong cái bị ngôi làng cuốn theo luôn, quên đi tìm hang. Rồi rồi rồi, đây 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 đây. Có hang luôn nha. Ui mà cái hang này nước không vậy? Ui sao chơi? Hang này nước không à? Ôi mày có, chắc mình đi lên quá. Hang nước không mình không khám phá được đâu. Khó ghê luôn á. Có vẻ trong thế giới này thì cái việc tìm một cái hang to to rất là khó ha. Hồi nãy giờ mình đi thì không biết mình có bỏ qua cái hang nào hay không. Không thấy cái hang nào mà nó có tiềm năng có khoáng sản được. Ê, ê lùi, lùi 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 lại lùi lại. Hình như đằng kia là con gấu. Gấu mẹ đang giữ gấu con thì không nên lại gần đâu. Gấu mà vồ mình tầm hai cái chắc đi luôn quá. Hết hết chuyện cà khịa với gấu là chết á. Ôi trời, gì cái vậy? Oh no, no, đêm trăng máu hả? Cái gì, tôi mới vô mà. Mình mới vô đã gặp đêm trăng máu rồi. Sao mình nhỏ vậy? Trên người còn chưa có đồ xịn nữa. Đã phải đối diện với đêm trăng máu rồi. Kìa, quái vật kìa. No. Toan rồi. Kìa, zombie nữa kìa. Ủa, nó thấy mình luôn hả? Mình phải chiến đấu để sống thôi. Kìa, trăng máu kìa. Không, mới ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi. Trăng máu thì thông thường sẽ không cho mình ngủ á. Để coi bây giờ mình ngủ được không. Không được. Căng rồi. Bắt buộc mình phải chiến đấu hết đêm nay. Ê, Ripper, Ripper. Mình đi né ra, đi né ra. Bây giờ cách tốt nhất là đi đi tìm một cái khu mỏ để đào thôi. Chứ mình đi lảng vảng ở trên một hồi những con sương nó phát hiện mình, nó bắn chạy tụt quần luôn là không kịp á. Mấy con sương bắn lúc đầu đau lắm. Kìa, nhện rồi zombie cái thứ kìa. Ghê. Nó chọi thịt thúi mình. Đừng 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 chơi với mày. Đừng. Không 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 chơi, không chơi. Trời đất ơi, nó lấy thịt thúi nó chọi vô mặt mình. Có nhện đây nữa. Chạy lẹ, chạy lẹ. Reaper nữa. Ôi không, mình bị dí rồi. Ôi, ôi, ôi. Chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi. Đừng dí tôi, đừng dí tôi nữa. Quá là nhiều thứ nguy hiểm luôn. Ở đây là cái gì đây? Ồ, đây là một cái đường. Đường ngầm. Hồi tốt nhất mình nên chặn lại để mình đừng đừng cho những con quái ở trên nó ồ xuống á. Dù sao có một hang động để mình ẩn nấp thì nó vẫn tốt hơn là ở phía trên đấy. Xuống đây hy vọng. Ê! Ui. Bây giờ lên cũng không được mà xuống cũng không xong rồi. Ở dưới này nó còn nhiều quái hơn ở trên nữa. Quá trời luôn á. Ui, quay xe, quay xe, quay xe. Cái gì vậy? Mày không hớt được bao con trai. Ây vui. Ôi xong rồi. Quái không à. Ôi dạ, ây da. Hụp lặng, hụp lặng. Lặng, 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 lặng. Để đừng cho nó bắn nữa. Trời đất ơi. Ngày đầu tiên mà nó đã như vậy rồi. Kìa kìa, nó quýnh lộn nhau luôn kìa. Vì miếng cừu manh áo mà nó đánh đồng đội luôn luôn là hiểu rồi đó. Mấy con này
quá đáng thiệt sự. Thôi tốt nhất là mình không chơi với bọn chúng đâu. Mấy con nhện thì mình có thể BK để giết nó được, không sao. Giờ trước mắt là tìm một cái chỗ để mình núp trước nè, để sống sót qua cái đêm trăng máu này chứ không thôi là toang mất. Ê, ở đây có cái hang đúng không? Không phải cái hang. Căng người ta. Trời ơi, một cái cánh đồng bao la như vậy nhưng mà có quá là nhiều quái luôn. Phải lạng lách đánh bọng để né những con xương mới được. Ê, né được không né được, nó bắn chính xác quá. Chạy thôi chạy thôi. Mình không khác gì Running Man luôn á. Tối ngày chỉ biết chạy không mà, tại vì mình mà ở lại tầm 5 giây thôi để nó tiễn mình chầu trời liền á. Chạy không phải là cách tốt nhất, nhưng mà đó là cách hiệu quả nhất để mình sống sót thôi. Mình chỉ muốn sống qua khỏi đêm nay thôi. Kìa đằng kia có những cái con ma nữa kìa. Ê sao bị cháy vậy? À con ma nó chơi lửa vô mình. Con ma đó ma trời hay sao á, nó chọi lửa kìa. Chuồn, ở dưới đây có công trình luôn hả? Ở đây ổn không phải? Oh man. Ăn trước để hồi phục trước cái đã. Khởi đầu quá là căng thẳng luôn. Phải đương đầu với rất là nhiều quái vật khác nhau. Mà mình đang lạc vô một cái công trình gì đó, mình thấy nó cũng khá là to, nhưng mà được cái dưới nước á, nên chắc cũng không con quái nào theo kịp mình đâu. Núp ở đây cũng là một cái sách hay đó. Sáng tiện mình sẽ khám phá luôn, coi trong công trình này nó có gì không. Mà nước không à, nó dưới nước không nên thành thử ra nước nó tràn vô ấy. Quá trời quá đất. Hết rồi. Công trình gì bé xíu gì trời. Công trình này bé xíu hả? Ê, hình như nó còn đường vô trong lòng đất nữa hay sao nè. Để mình vô trong đó thử. Lặn thêm một hơi nữa ha. Ồ, dưới đây là một cái hệ thống hang nè. Và những cái cây này á, hình như là... Ui, cái gì đó? Ui, hình như mình vừa đạp vô cái gì nó nổ sao á. Đây là cái hoa phiên bản 1.17 nè. Ui. Mà ở đây... Ê, cái này là sắt hay sao nè? Để mình chặn ô nước này cái đó. Mình cho nước nó tràn vô nữa. Ok, hết nước tràn rồi. Mình sẽ kiểm tra thử đây có phải là sắt không nha. Chính xác, đây là sắt. Đào luôn. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra được những cái quặng sắt đầu tiên rồi. Để bây giờ mình sẽ nung nó ra ha. Có lò luyện kim nè, nung nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều đó. Rồi, cỡ lên. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ nung thức ăn ra để mình... Ui, sao mình nghe tiếng... Giống tiếng quái lắm. Sẽ nung thịt lên. Đấy, dù sao thì thịt nó vẫn hồi nhiều ống thức ăn hơn. Và sau khi có sắt thì chắc mình sẽ đầu tư một bôi sắt để mình làm cái khiên đi ha. Để bảo vệ mình trước cái đã. Chứ không có khiên là hơi khó đó. Đây, một cái khiên. Xong, có khiên là tự tin hơn hẳn rồi. Giờ thì có thêm 3 sắt thì mình sẽ làm thêm một cây cúp kim cương. À không, cúp sắt chứ nhầm. Để mình có gì mình còn đào kim cương nữa. Đó, tốt hơn hẳn rồi đó. Xong phim. Thức ăn thì nấu tới đâu rồi? Thức ăn nấu khá là lâu luôn. Ồ, những cái rễ cây mình cũng có thể ăn nữa nè. Được, ăn luôn. Cái gì mà bỏ bụng được thì mình sẽ cố gắng bỏ vô luôn ha. Và nếu mà ở chỗ đây nó an toàn hơn một xíu rồi thì mình sẽ bắt đầu đi đào sâu xuống dưới lòng đất để mình tìm một chút khoáng sản thôi. Chứ với vài phôi sắt như vậy thì mình thấy nó khá là yếu luôn. Ồ, ở phía dưới này còn nữa hả? Sao lại có hắc diệm thạch ở đây? Lạ vậy. Mới vô thôi mà quá trời chuyện kỳ lạ luôn rồi. Nè nữa nè. Ở đây toàn hắc diệm thạch thôi. Kỳ vậy ta? Ồ, hình như tới công trình. Ê, lava. Hình như phía trên này là một công trình. Nó có lava chảy xuống nè. À, chắc là nó liên kết với công trình hiện tại của mình á. Theo như mình nghĩ là vậy. Đúng rồi. Một cái công trình rất là to luôn. Ê, có zombie. Zombie hả?
Ây da, đây là con zombie chọi thịt. Zombie này thì chọi thịt thúi nè. Nguy hiểm thật. Bây giờ trước mắt thì mình sẽ đào sắt đi ha, để kiếm thêm một chút. Có sắt thì mình mới nâng cấp được. Rồi ở đây nó có cái cần gạt, không biết mục đích của nó là gì nữa. Ê, Ripper, Ripper. Ui, con Ripper này. Đừng có nổ lung tung nha. Một cái cuối cùng. Rồi. Ủa đây là cái gì ta? Tự nhiên nó khó hiểu thiệt. Công trình quá trời to luôn. Phía bên kia thì có nước che, mình không thấy đường hết á. Thì mình thử mình qua bên đây coi. Ý, ý, ý. Ui, mình lại gặp con Matrix rồi. Oh no, oh no. Những con Prey này quá là ghê luôn. Nó tay le được cơ. Này thì quái vật. Quái vật nè. Mình lại tích liễu nó rồi. Và cẩn thận những cái gai này, có thể gây được sát thương đó. Ê, ê, ê. Trời, nó chơi nó núp cơ. Mấy con này nó còn chơi tiệt chim núp nữa. Lao tét. Lao tét nè. Zombie, zombie, mình đã xây đẹp bọn chúng rồi. Để mình thử băng qua khúc. Ê, có sắt, có sắt. Mình đào cho xong đó. Hình như mình đã vượt qua đêm trăng máu thành công rồi hay sao á. Mình hết nghe âm thanh rùng rợn rồi. Hên quá, hên quá. Rồi. Và không biết là... Ê, hình như nó dẫn mình lại ra biển hay sao á. Hình như nó... Trời đất ơi, nó dẫn mình ra biển á. Công trình này bị bợm thiệt. Cứ dẫn tới dẫn lui ra biển thôi. Thôi chắc mình sẽ trở lại bên trong á. Dù sao thì mình đã vượt qua đêm trăng máu rồi. Chắc lượng quái mà nó xuất hiện á, nó cũng đã giảm đi một chút rồi đó. Đây là cơ hội để mình đi khám phá thêm ở trong cái hang này ha. Đi. Ủa, cái này là dây leo hả? Yeah, mình có thể leo được luôn ha. Khá là hay luôn. Rồi, qua đây coi. Ở đây mình thấy nó còn đường nè. Đi thử, đi thử. Con quái, con quái, con quái. Ừ, ngươi vô đi. Ui, sao những con quái đi lên. Những con quái đi lên, mấy cái này không mất máu. Mà mình đi thì mất máu rất là nhiều nha. Ui, những cái con... Con Pitlin. Cầm... Cầm giáp Netherite luôn. Trời đất ơi, sao mà giết nó đây. Nó trâu quá. Mình quýnh một lần mất có 1-2 máu nè. Chắc mình phải... Mình phải chỗ tài đạo chích của mình thôi. Tiệt, tiệt chiêu cuối. Siêu đạo chích. Lấy đồ xong chuồn. Lấy được táo vàng. Ây da, đừng, 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 đừng. Hình quá. Nước nó làm chậm đi nên mình có thể chạy được. Trời đất ơi, nó có đúng một trái táo vàng thôi. Ăn đi hồi máu lại. Nó không theo mình nữa. Mình sẽ đi tiếp sâu vô bên trong. Lại là những cái quặng đồng. Ghê quá, ghê quá. Mới ngày đầu tiên thôi mà những khó khăn đã liên tục đè lên mình rồi. Mình phải siêu đạo chích lần hai. Ôi. Ôi no, ôi no. Ui, nó định nhảy lên nó đánh mình nữa kìa. Thôi đi, tha đi. Em xin có trái táo vàng thôi mà mấy anh khó tính vậy. Còn có sắt ở dưới mình còn chưa lấy nữa. Chuồn lẹ, chuồn lẹ, chuồn lẹ. Chuồn lẹ nếu muốn sống. Chạy thôi, chạy thôi. Ôi không. Mới vô thôi đã rất là khó khăn như vậy rồi. Không biết làm sao mình sống nổi về sau đây. Căng thiệt chứ. Ủa nãy mình xuống đường nào vậy ta? Chết rồi, mình quên đường vô rồi. Nãy mình nhớ nó có cái lỗ đâu. À đây 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 đây. Ôi quá, còn mạng trở lên là mừng rồi. Ghê thiệt sự luôn.
Thôi, dọn đồ đi lẹ. Không muốn chết đâu, mình không muốn chết ở chỗ này đâu. Quá là ghê rợn luôn. Rồi, đi tiếp. Mình nghĩ mình cần phải lên trên để tìm một chỗ định cư thôi. Chứ dưới này hang hóc không à. Ê, còn sắt nè. Lấy thêm chút đỉnh đi. À, một cái cuối cùng. Rồi, vậy là mình cũng được chính sắt rồi. Khá sắt để mình có thể sử dụng để làm ra những cái áo giáp rồi ha. Ui, trời lại sáng rồi. Mừng ghê luôn á. Không biết là bây giờ mình nên đi về hướng nào nữa. Ngoài khơi thì còn một con thuyền nữa cơ. Chắc tạm thời thì mình nên tìm một cái chỗ nào đó phẳng phẳng một xíu mình làm nhà quá. Chắc mình tạm thời mình sống ở đây thì cũng ok đi ha. Thứ nhất là nó gần biển. Thứ hai là mình chỗ này thì mình thấy nó cũng khá là ok để xây dựng về sau á. Ok, tạm thời thì mình sẽ dừng chân ở đây đi ha. Đây, mình sẽ đặt những cái thứ cần thiết của mình xuống dưới này. Từ từ thì mình sẽ làm một cái ngôi nhà khởi đầu sao. Ôi, bàn chế tạo thì để trong người đi. Đó, ổn áp. Hình như chỗ này thì nó có cái thiệt thòi là nó không có cừu. Mình muốn nuôi một chút con vật nào đó để mình làm nguồn thức ăn á. Hoặc là bò càng tốt. Và bên đây là cái gì vậy? À, cái này là tàn tích dưới biển. Oh, một cái kho báu. Bản đồ kho báu bị chôn vùi. Đã vậy. Ê, cũng có con dâm bay chết đuối đằng kia nữa cơ. Cần câu lời nguyện. Ok. Giờ trước mắt thì mình cứ giữ cái bản đồ này đi ha. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tìm ra kho báu trên cái bản đồ này. Nó cũng khá là gần nhà mình thôi. Ok. Và như vậy, trong ngày đầu bước vào thế giới thời đại nhà thám hiểm thì mình đã có một cái đêm kinh hoàng, đêm trăng máu ấy. Mình phải cố gắng lắm thì mình mới sống sót. Và mong rằng mình sẽ sớm tìm được một cái hang như ý để có thể đi mai thật là nhiều khoáng sản, nâng cấp áo giáp lên thì lúc đó mình mới tự tin để đi khám phá được. Chứ giống như hôm nay nè, giáp mình yếu mà bị cái con Bích Liên nó đánh một cái là mất hơn 3/4 cây máu luôn. Suýt nữa thì ngẫm rồi. Nhưng mà mình vẫn may mắn khi sống sót trở lên ha. Mong rằng mình sẽ sớm thực hiện được những điều vừa nói trên. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.